在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有thực ra Phong đặt định ăn cơm cùng em mới phải. Anh ấy vốn là vậy, một khi làm việc gì cũng đều rất chuyên tâm, và yêu cũng không ngoại lệ. Dù người bạn cũ là em đây gặp chuyện, anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc bạn gái của mình. Đúng, không ai có thể phá vỡ được nguyên tắc của anh ta hết. Anh ta hấp dẫn em ở điểm đó nhất sao? Tính cách của Phong Đằng đã vậy rồi, em định làm sao đây? Vẫn tiếp tục ở nhà Phong Đằng hả? Em chưa có dự định gì. Chắc đợi Phong Nguyệt về hẳn tính, vì em nhận lời cổ nên mới ở đó thôi. Lê Trữ à, anh biết chắc giờ em đang rất buồn, nhưng anh hy vọng em có thể đồng ý với anh một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Em đừng có mà chạy trốn nữa, đừng hành xử như thời sinh viên. Hễ Phong Đằng có bạn gái là em liền chạy trốn, liền buông bản thân. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không còn là trẻ con nữa, cũng đã có cuộc sống riêng tư. Nói sao ta, thật ra thì cuộc sống như những bức tường nối tiếp nhau. Dù em tránh được một bức tường, vậy bước tiếp theo thì sao? Cả những bước khác nữa, chẳng lẽ em sẽ trốn hết tất cả hay sao chứ? Vì vậy anh mong là em đừng chạy trốn vì tình yêu nữa, được không? Anh đọc được suy nghĩ hả? Và trận mưa của em nhanh như vậy. Thượng Hải rộng lớn này cũng đủ để em giấu mình rồi. Em đồng ý với anh, em sẽ không chạy trốn đâu. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Nhưng tối nay anh có thể để em trốn chạy một chút được không? Bạn thân. Trốn kiểu gì? Có anh ở bên em mới yên tâm. Anh đem đi uống rượu nha, uống thật say vào, để em trốn chạy một đêm nay thôi. Chỉ vậy thì không thành vấn đề gì hết. Đi thôi. Em đang nhìn gì vậy? Hôm nay không cần em lựa thức ăn sao? Có phải giờ làm việc đâu chứ. Nhưng hôm đó em đến nhà anh đã bắt em nhổ củ cải rồi còn gì nữa. Mau ăn đi. Vậy là hôm nay anh cố tình không bắt em lựa thức ăn cho em nghỉ ngơi hả? Phải rồi. Trưa mai em nhớ đến ăn cơm nha. Không được, chúng ta phải ăn riêng thôi. Tại sao vậy? Anh quên hả? Công ty có lệnh cấm yêu đương mà.
Ngủ ngon chứ? Trịnh Kỳ, nhà anh hả? Ừ. Sao tối hôm qua anh không đưa em về vậy? Bạn thân sẽ không đưa em về nhà em, cũng sẽ không thay đồ cho em, mà chỉ đưa em về nhà mình rồi ném lên sofa thôi, đúng không hả? Nhưng mà em vẫn là phụ nữ, vậy nên anh ưu tiên cho em một chút. Em thì ngủ trên giường, còn anh thì ngủ sofa. Anh đi pha cho em cà phê nha. Tỉnh táo rồi anh sẽ đưa em về. Từ từ, từ từ. Đứng dậy dẫn đó, từ từ. Ê, ê, chà. Rồi rồi, đến rồi. Từ từ. Rồi. Nhà anh mua hả? Em thấy sao? Nè. Trịnh Kỳ, em không có nhà, mẹ em đi rồi, giờ chỉ còn lại em cô đơn một mình thôi. Nhà em lúc trước là do em thuê, nhưng vì có mẹ ở đó nên em vẫn thấy đó là nhà của mình. Vậy mà giờ nó chỉ còn là một ngôi nhà lạnh lẽo, sao nơi đó lại là nhà được chứ? Em đừng có nói vậy, Phong Đằng và Phong Nguyệt đều là người nhà của em à. Trước giờ đâu không phải, dù em đã cố gắng hết sức để có thể trở thành người của nhà họ Phong, nhưng cuối cùng em vẫn không phải. Em làm sao đây anh? Giờ chỉ còn lại một mình em phải sống cô đơn cả đời rồi. Được rồi, thôi mà Lệ Trữ à, em nghe anh nói nè, nhìn anh đi, anh cũng ở một mình mà. Đây là nhà của anh, một mình anh cũng có thể có nhà thôi. Được rồi, nhưng một mình em sẽ mệt mỏi lắm. Bao nhiêu năm nay một mình em học đại học ở nước ngoài, một mình kiếm sống ở bên ngoài, em thực sự mệt lắm rồi. Anh hiểu tâm trạng của em mà. Anh cũng ở một mình đó thôi. Được thôi, đừng khóc nữa. Trịnh Kỳ, nếu Phong Đằng và Sam Sam ở bên nhau, nếu họ kết hôn, vậy em và anh ở bên nhau được không? Ngoài Phong Đằng ra, chỉ có anh là tốt với em. Hình như em say rồi.
Vậy rồi hả? Rồi, uống cà phê đi. Anh à, tối hôm qua em không làm gì sai chứ? Không có. Nhưng mà anh cảnh cáo em, sau này không được đi cùng người đàn ông khác ra ngoài uống rượu, nghe rõ chưa? Em biết là mình đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói thêm. Cảm ơn anh. Ôm một cái. Có một cô gái xinh đẹp như em đến nhà của anh chơi, đến anh cũng tự phục mình khi có thể kiềm chế được. Em thấy có nên cho anh một cái ôm không? Dạ chào bác. À, chào cô. À, cháu là thư ký của giám đốc Ngôn. Giám đốc Ngôn ở nước ngoài gọi về cho cháu, nói là ghé qua đây lấy tài liệu cho anh ấy. À, giám đốc Ngôn đã dặn dò dạ. Rồi, mời cô vào. À, dạ cảm ơn. Vào trong đi cô. Cô đợi một lát tôi đi lấy. Dạ. Chào cô. Tài liệu mà giám đốc Ngôn dặn đây, tôi gửi dạ, cô. Dạ cảm ơn ạ. Chú Dương, Phong Đằng đâu rồi? Dạ trong phòng đọc sách, cậu ấy chuẩn bị ăn sáng. Ờ, vậy để tôi vô đó. Cảm ơn bé nha, cháu đi đây, tạm biệt. À, thật là ngại quá, mình tới trễ rồi. Xin lỗi nha. Bộ cho cậu rồi đó. Cảm ơn. Mẹo. Lại bạn Thảo hả? Ngày mai tụi mình mới bắt đầu đi làm, sao bây giờ con đã phải làm việc bận rộn như vậy rồi? Con đường vào nhà giàu có đúng là không dễ đi chút nào. Bây giờ nam chính không chịu đón lễ tình nhân với nữ chính nữa rồi. Sao cậu lại nhầm giùm mình vậy hả? Sẵn tiện mình nói cho cậu một chút, mình nghĩ đi nghĩ lại rồi mà không thể nào hiểu được đó nha. Cậu nói coi, người có địa vị như chủ tịch đón một lễ tình nhân thì có gì mà phiền phức chứ? Không thì cũng có thể nói thư ký mua giúp anh ta một món quà đặt trong phòng ăn là được rồi mà, sao lại không đón chứ? Nè cậu coi, mình là tiểu thuyết gia mà cũng không nghĩ ra được lý do gì hết. Cậu thử nghĩ lại coi. Lý do rất đơn giản, mình cũng từng nói rồi, ông nội của Phong Đằng không thích ngày lễ này đâu. Người nhà họ Phong chưa bao giờ đón lễ tình nhân hết. Ông Phong đó đã qua đời từ lâu rồi, đâu còn sống trên đời này nữa, bây giờ còn dùng lý do đó hả? Cậu lừa trẻ con 3 tuổi chứ. Mình nói cho cậu biết, đàn ông không đón lễ tình nhân cùng với cậu tức là đón cùng người khác rồi. Chỉ một lý do thôi. Cậu nhìn đi, mình với Đỗ Phồn nhà mình đó có phải là người yêu không? Là người yêu, lễ tình nhân hả? Chắc chắn là có rồi. Cậu nhìn Liễu Liễu và Tiểu Du kìa, họ có phải là người yêu của nhau không hả? Vậy là có đón không? Có đón mà. Năm nay mình không đón lễ tình nhân đâu. Hả? Sao lại vậy? Vốn dĩ chú Thừa Hạo nói sẽ đến Thượng Hải với mình, nhưng mà anh ấy nói dạo này công việc ở Bắc Kinh rất là bận, bởi vậy không đến với mình được. Chắc chắn là nói dối rồi, có mua đồ hết đó. Như anh ấy có gửi tiền vào tài khoản của mình, nói là để mình tự mua món quà để tặng cho mình. Hai người đúng là chị em mà, ngốc chẳng khác gì nhau hết. Tiền đối với anh ta là gì hả? Là thứ không cần bận tâm nhất đó. Đối với anh ta thì thời gian mới là đáng quý nhất. Mua cho cậu một món quà thì có là gì chứ. Anh ta dành thời gian cho chị mới là chứng minh được tình yêu anh ta dành cho chị đó, có hiểu không? Nếu chỉ là tặng quà thôi thì chắc tặng cho có. Có người yêu mà vẫn không thể đón lễ tình nhân thì là tiếc quá mà.
không lẽ là vì đang trong giai đoạn yêu thử nên mới bỏ qua lễ tình nhân hả? Mình nghĩ cũng có thể Phong Đằng dùng cách này để kiểm tra Sam sao, xem cậu ấy có ham hư dinh giống như những cô gái khác, chỉ muốn lấy chồng nhà giàu thôi hay là không. Đúng rồi, đây chính là kết quả cuối cùng của việc yêu thử mà. Kiểm tra. Ý này có vẻ hay á, phải viết lại ngay thôi. Kiểm tra giới tính cách của Phong Đằng thì cũng có thể. Yêu mà cũng bị kiểm tra, cảm giác này thực tệ mà. Sam Sam à, mình khuyên cậu chuyện này. Phong Đằng tuy là chủ tịch thiệt, nhưng mà cậu cũng không thể để cho anh ta dắt mũi đi như vậy được, cũng như bị anh ta chi phối. Cậu phải tỏ rõ thái độ của mình. Cậu nghe lời mình đi. Có thể là đó lễ tình nhân đơn giản thôi, không có quà tặng cũng không thành vấn đề, nhưng mà không thể không đón. Đây là vấn đề về thái độ đó. Chính xác. Có gì thì có, nhưng không thể có bệnh. Không có nhưng phải có thái độ. Mình nói cho cậu biết, không thì sau này không có đường lui đâu. Trước đây lúc chưa có bạn trai, cứ buồn vì phải đón lễ tình nhân một mình. Bây giờ có bạn trai rồi, vẫn phải lo vấn đề này nữa hả? Phải làm cách nào để được đón lễ tình nhân đây? Chưa gì mà đã thấy mệt lắm rồi. Nếm thử nhau khô của nhà tôi đi, ngon lắm đó. Được rồi. Ngon quá hả? Mấy cô thử của tôi đi, đây là thứ mà lúc còn nhỏ tôi rất thích ăn luôn đó. Ăn đi, ngon lắm. Ngon lắm luôn. Ăn thử không? Cũng được á. Ngon ha. Ăn thêm đi. Còn của tôi nữa, các cô thử đi. Đây là đặc sản quê hương tôi đó, các cô không ăn là phí cả đời. Sao sao mà? Nhìn cũng ngon quá ha. Cảm ơn. Thử đi mà. Đúng đó, qua đây đi. Qua đây thử đi. Nhanh lên, nhanh lên. Không qua là hết đó, ngon lắm luôn. Đúng rồi đó, ăn thử của tôi, tôi nè. Thử đi. Cảm ơn nhiều nha. Nè. Không cần việc nữa rồi. Cô đem gì lên vậy? Sao sao không về nhà ăn Tết đúng không? Được cùng chủ tịch đón Tết rồi còn gì. Sao mà cô biết vậy? Nghe nói Linda và Hiểu Di đều du học ở Mỹ, một môi trường học tập giống nhau nên nói chuyện rất hợp. Linda thường âm thầm tạo cơ hội để Hiểu Di gặp Phong Đằng. Xem ra tin đồn này không phải là giả. Thực ra tôi chỉ là đến nhà chủ tịch chỉ có một chút mà thôi, không ở lại lâu đâu, vì phải về nhà ăn Tết nữa. Vậy mà hả? Nhưng mà không phải nhà cô xa lắm sao? Kịp về nhà ăn cơm tất niên luôn hả? Tất nhiên kịp. Chỉ cần chủ tịch ra tay đặt vé máy bay là có thể về quê ngay. Cũng đúng hả? Phải rồi, với thế lực của Phong Đằng, dù là ngày Tết thì đặt vé máy bay cũng đâu có khó gì. Vậy là chuyện đêm giao thừa không đặt được vé vốn dĩ chính là gian thương. Gian thương. À dài à, đừng có ăn nữa. Qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Sao vậy hả? Đi rồi. Hiểu gì vậy? Sao cô biết cô ấy à? À dài, cô có biết trong chiếc túi mà hôm Tết cô nhờ tôi mang về có cái gì không hả? Sao tôi biết chứ, có gì sao? Là dao, trong đó toàn là dao. Cô có biết hôm đó tôi phải đến đồn cảnh sát không? Tôi lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị lên đồn cảnh sát đó. Bị đưa về đồn luôn sao? Lúc đó tôi rất cô độc, đáng thương lắm đó, cô biết không? Ôi trời ơi, mẹ tôi đã gói thứ gì bên trong vậy nè? Nhưng mà bà ấy kêu tôi gọi chuyển phát nhanh. Trời ơi, biết sớm có chuyện này, tôi đã hỏi rõ cái gì trong đó rồi mới nhờ cô rồi. Xin lỗi nha Sam Sam, có phải vì chuyện đó mà cô không về nhà ăn Tết được, có phải không? Chứ còn gì nữa. Tôi sai rồi, cho cô ăn hết nè có được không? À, đừng giận nữa nha. Trưa mai em nhớ đến ăn cơm đó. Không được, chúng ta phải ăn riêng thôi. Tại sao vậy? Anh quên à, công ty có lệnh cấm yêu đương mà. Dạ thưa chủ tịch, đây là tài liệu anh cần. Đợi một chút.
Dạ chủ tịch. Công ty của chúng ta có nhiều mối tình công sở không? Nói thật thì cũng có mấy đôi ạ. Nhưng do công ty ra lệnh cấm yêu cho nên bây giờ họ đã chuyển qua bí mật hết rồi, vậy nên cũng không xác định được. Có phải chủ tịch cảm thấy lệnh cấm yêu này hơi có vấn đề đúng không ạ? Vậy có nên rút lại lệnh cấm yêu này không thưa chủ tịch? Không cần đâu. Cứ chuyên tâm làm việc để giúp ích cho tập đoàn. Giúp tôi nói với anh Mỹ, buổi trưa không cần gọi Sam Sam đến ăn cơm nữa. Dạ. Sao vậy chị? Chủ tịch đột nhiên hỏi tôi về chuyện lệnh cấm yêu. Lệnh cấm yêu? Chắc là chủ tịch muốn hủy bỏ nó đúng không chị? Chủ tịch nói rồi, hãy chuyên tâm vào công việc vì lợi ích của công ty. Chắc không phải là chủ tịch với Sam Sam có vấn đề về tình cảm đó chứ? Chủ tịch nhờ tôi nói với cô, lát nữa không cần gọi Sam Sam tới ăn cơm đâu. Xem ra có chuyện thiệt rồi đó. Các cô đây nói về chủ tịch sao? Sao này đến đây? Anh đến đón em. Em ăn gì chưa? Sao này anh đừng có đến nữa, giờ này hay kẹt xe anh sẽ bị trễ đó. Nếu như vậy thì bắt đầu từ ngày mai em ra khỏi nhà sớm nửa tiếng đi. Hả? Anh suy nghĩ kỹ rồi, mình đã không thể cùng ăn trưa nên từ hôm nay mình sẽ cùng ăn sáng và ăn tối. Anh lại là được một bữa rồi. Đi thôi. Em sao vậy? Không sao. Mình còn nghĩ là chuyển đến nhà Liễu Liễu sẽ có thể ngủ dậy trễ một chút, không ngờ vẫn phải dậy sớm mà. Đợi một chút đã. Chút nữa đến ngã tư ở phía trước thì cho em xuống đi, có được không? Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy mình ngồi xe chủ tịch đi làm thì tiêu chắc luôn. Được, sau này em sẽ xuống xe ở đằng kia. Được chưa nè? Sam mẫm mỉm. Ăn thêm đi nè. Suốt cả một tuần nay, ngoài thời gian đi làm và ngủ nghỉ thì mình và Phong Đằng dường như lúc nào cũng ở bên nhau. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Hết giờ làm rồi, tôi có hẹn với Sam Sam. Cậu hãy đến nhà tôi để đón Lệ Trữ đi. Hôm nay tôi thấy hơi mệt, tôi không đi đâu. Bữa khác nha. Thank you.
Sau này nếu như Phong Đằng không về nhà ăn cơm, chú cũng đừng chuẩn bị riêng cho cháu nữa. Chúng ta cùng nhau ăn đi, được không? Dạ. Tập đoàn vừa mới khởi công, cậu Phong nhất định sẽ rất bận. Cô cứ yên tâm ăn cơm đi. Nói gì thì nói, mình cảm thấy toàn bộ thời gian được ở cùng người mình thích chính là việc tốt đẹp nhất. Không đón lễ tình nhân thì đã sao? Chẳng lẽ mình chỉ vì chuyện này mà nghi ngờ Phong Đàn hả? Rồi nghĩ anh ấy muốn thử mình sao? Vậy nên cho đến giờ mình vẫn không biết phải làm sao để mở miệng nhắc cho Phong Đàn chuyện về lễ tình nhân nữa. Nghe nói nhân viên tài vụ đó đã bị người ở tầng 22 bỏ rơi rồi thì phải. Thiệt á hả? Hèn gì dạo này không thấy lên đó ăn cơm nữa. Tôi còn nghe nói chủ tịch giấu một người trong nhà là người tình bí mật đó. Thì đúng rồi, thư ký của giám đốc Ngôn nhìn thấy tận mắt luôn mà. Người tình bí mật? Không đúng, lẽ nào là họ đang nói đến Lệ Trữ? Chắc chắn là vậy rồi. Nói đi phải nói lại nha, cái này cũng không thể gọi là bỏ rơi được. Chuyện không tốt đẹp là do trước giờ chưa từng nghiêm túc thôi. Thì đó, làm người lúc nào cũng phải kiên định mà. Không thể chỉ dựa vào người khác mà lên cao được đâu. Có câu ở trên cao không tránh khỏi lạnh mà. Đúng vậy đó, cảm giác bị rơi xuống thấp chắc cũng không dễ chịu gì. Bao nhiêu ánh mắt trong công ty nhìn vào mà. Lại còn cô Chu Hiểu Di đó, năm trước được bình chọn là quý cô tao nhã nhất nữa chứ. Wow. Chắc bây giờ cô ta đang vui chết đi được. Nếu là tôi hả thì không dám làm tiếp nữa đâu. Làm không tốt có khi còn bị mất chức nữa. Đúng vậy á, không biết cô ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại công ty nữa đây. Xin hỏi cô Hiểu Di. Wow, thích thiệt đó nha. Là nữa nè, là bó thứ mấy rồi. Ngưỡng mộ thiệt á. Để tôi đọc cho. Đếm còn bao nhiêu hoa. Những bông hồng này thể hiện cho tình yêu vĩnh hằng, cũng như tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ đủ. Wow, người luôn âm thầm che chở cho em. Tiến Hướng Đông, người ở công ty chúng ta sao? Tiến Hướng Đông, mình chưa từng nghe tới có người này đó. Thôi được rồi, được rồi. Đừng quan tâm đến chuyện riêng của tôi như vậy. Nếu bị trưởng phòng bắt gặp, tôi sẽ bị la đó. Được rồi, được rồi. Mọi người về làm việc đi ha. Được, thôi. Chúng ta đi về làm việc. Rốt cuộc là mình đang nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên lại nghĩ là qua đó là cho Phong Đàn tặng chứ? Có lẽ là do mình giật mình nên mới vậy. Nhưng mà thật ra họ cũng không có nói gì là quá đáng hết. Bất cứ ai nhìn thấy mình và chủ tịch đi với nhau cũng đều thấy chẳng ra gì hết. Họ sẽ đều cho là chim sẻ bay lên ngọn cây cao, rồi một ngày nào đó chim sẻ vẫn phải rơi xuống thôi. Chào chị, Lệ Trữ có ở đây không ạ? À, hôm nay chủ của tôi không tới đây. Ồ. Cô có việc gì gấp không? Không có gì đâu, chị cứ làm việc đi. Được. Alo. Sam Sam, về rồi hả? Dạ, bây giờ em đang ở hiệu sách Lệ. Em muốn tìm Lệ Trữ để trò chuyện, nhưng mà cô ấy lại không đến. Cô ấy đã khỏe hơn nhiều rồi. Em đừng lo lắng quá. Chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em. Ờ, được. Phải rồi, hôm nay có thể lén hỏi Phong Nguyệt xem có đón lễ tình nhân với giám đốc Ngôn không. Nếu họ có đón lễ tình nhân thì không lẽ nào Phong Đằng lại không đó. Nếu chuyện không liên quan đến ông nội
Thì liệu có phải đang muốn thử lòng mình hay không ta? Phong Đăng, tôi đã xem xong tư liệu bên Mỹ rồi, không có vấn đề gì hết. Cậu đến rất đúng lúc. Về nhà với tôi, đưa Lệ Trữ đi ăn. Hôm nay tôi còn có chút việc, tôi không đi đâu. Cậu sao vậy? Tôi đang nghĩ hai ngày nay tâm trạng Lệ Trữ không tốt. Tên Trịnh Kỳ này sao lại lợi hại như vậy? Liên quan gì tới tôi chứ? Không liên quan đến cậu sao? Suốt đêm hôm đó cô ấy đã không về nhà. Phải. Tối hôm đó cô ấy uống say nên tôi đưa cô ấy về nhà, nhưng mà không có chuyện gì hết. Không cần nói với tôi chuyện của hai người. Trịnh Kỳ, hai người ở bên nhau lâu như vậy sẽ gây ra không ít hiểu lầm. Tôi thực sự tin là Lệ Trữ, cô ấy rất thích tôi. Nhưng theo tính cách dồ dàng của cổ thì chắc chắn đã nói ra rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ giấu. Có nghĩa là cô ấy không thích tôi nhiều đến vậy. Chẳng qua là do cô ấy hơi hiếu thắng, không muốn mở lời trước. Tôi biết rõ tính cách của cô ấy. Nhưng nếu như cậu thật lòng thích một người mà cứ giữ mãi trong lòng, có chịu được hay không? Vậy nên cậu không định nói rõ ràng mọi chuyện ra sao? Lòng tự trọng của Lệ Trữ có thể bị tổn thương. Nhưng tôi có một cách hay cho cậu. Đó là làm thay đổi sự chú ý của cô ấy, để cô ấy biết bên cạnh mình còn có một chàng đẹp trai vẫn luôn bảo vệ cô ấy. Là Lệ Trữ không nhận ra, từ đêm hôm đó đến nay, trong cô ấy đã có sức sống hơn. Đi thôi. Lệ Trữ, cô ấy không ở trong phòng sao? Để anh đi coi thử. Phong Đăng à, Trịnh Kỳ bị sao vậy? Trên đường đi em thấy anh ấy hơi im lặng đó. Không sao, cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Chủ tịch à, chỉ số thông minh của em thật sự thấp mà. Anh cứ nói dòng do, cuối cùng em chẳng hiểu gì hết. Lệ Trữ, em ở đây hả? Sam Sam cũng đến hả? Ừ. Sam Sam đến đây thăm em, có Trịnh Kỳ nữa. Hình như em tìm sách hả? Em xin lỗi, lẽ ra em không nên vào đây. Chỉ vì em thấy hơi buồn nên mới vào đây tìm quyển Gatsby vĩ đại. Gatsby vĩ đại, chính là quyển sách lúc lên đại học em tặng cho anh đó. Anh không nhớ hả? Anh còn giữ nó không? Chào anh. Về rồi hả? Lệ Trữ đâu rồi anh? Ở trên lầu. Phong Nguyệt. Lệ Trữ, mình có nấu cháo đậu nếp thang đó.
Tiểu Chu. Dạ. Ngồi đi. Giao thừa hôm đó cậu tới nhà mình, mẹ mình còn cằn nhằn, nói là chưa nấu món cháo đậu nếp thang mà cậu thích ăn nhất nữa. Nhưng lúc còn nóng cậu mau ăn đi. Khoan đã, từ giờ em phải thích ứng với rất nhiều thứ, bắt đầu từ việc để anh mở cửa xe. Chủ tịch thì không thể, nhưng bạn trai thì có thể. Ồ. Còn có nhiều quy tắc như vậy nữa sao? Từ một chủ tịch hạ xuống làm bạn trai, em thấy không quen sao? Em có thể nói thật với anh một chuyện không? Em cứ nói. Lúc ở phòng sách, trước khi mình ăn tối, em thấy Lệ Trữ mặc đồ ngủ đi qua đi lại trong phòng của anh. Em cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nên bỗng dưng em quên mất chuyện nhà Lệ Trữ. Có phải là em quá ích kỷ hay không anh? Anh hiểu chuyện đó mà. Tiếc Sam Sam, cuối cùng em cũng biết ghen rồi đó. Anh kiêu căng quá thì có, nhưng mà câu này sẽ làm người ta yên tâm hơn là lời giải thích. Nhưng còn một việc đối với em mà nói có thể sẽ khó khăn. Chuyện gì hả? Là chuyện xung quanh bạn trai em sẽ có rất nhiều người em xem là tình địch. Nhưng em phải luôn ghi nhớ là anh đối với em như thế nào, yêu em nhiều bao nhiêu. Còn những chuyện khác không quan trọng, biết không hả? Bây giờ anh không phải kêu căng mà là tự sướng đó, anh biết không hả? Em vô đi. Gatsby vĩ đại.
Tôi thực sự tin là Lệ Trữ, cô ấy rất thích tôi. Nhưng theo tính cách dội dàng của cổ thì hẳn đã nói ra từ lâu rồi mà vẫn cứ giấu. Nghĩa là cô ấy không thích tôi đến vậy. Phong Đăng, em tin anh. Em không để sót thứ gì đó chứ? Lúc nãy anh thấy em đang cố tìm thứ gì đó. Tìm thấy chưa? Em vẫn chưa tìm được. Cũng không có gì, chỉ là một quyển tiểu thuyết mà lúc vào đại học em tặng cho Phong Đăng thôi. Ai chính sự thái quá phụ giá đơ yếu xí Đi thô rù cho hai pa sân trí 如果开始是